lý do nghệ sĩ nhân dân Lan Hương sợ xem lại phim mình đóng. Nữ diễn viên, nghệ sĩ nhân dân Lan Hương đã có những chia sẻ khi đóng vai Thủy Trong, mùa ổi năm 2000 của đạo diễn Đặng Nhật Minh. Trong phần tọa đàm chủ đề phong cách sáng tác của đạo diễn Đặng Nhật Minh, do Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng phối hợp với Hiệp hội Xúc tiến Điện ảnh Việt Nam, VFDA tổ chức hôm nay 4 tháng 7, nghệ sĩ nhân dân Lan Hương nói rằng bà từng rất sợ ống kính trước khi đóng mùa ổi. Trong niềm xúc động khi hồi nhớ những kỷ niệm lúc tham gia phim mùa ổi, nghệ sĩ nhân dân Lan Hương kể lại câu chuyện của bản thân trước khi đến với bộ phim này. Nữ diễn viên 63 T Uổi kể, bà xuất thân từ diễn viên sân khấu, không liên quan đến điện ảnh và cũng chưa bao giờ được học vận động trước ống kính. Trước khi được làm phim với đạo diễn Đặng Nhật Minh, tôi rất sợ ống kính mặc dù đã quay hai, ba phim truyện nhựa. Tôi bày tỏ sự biết ơn to lớn đối với anh Đặng Nhật Minh. Sau khi được cộng tác với anh Minh, nỗi sợ của tôi đã vơi bớt rất nhiều, nữ nghệ sĩ nói. Lâu nay, nghệ sĩ nhân dân Lan Hương cũng không có thói quen. Xem lại phim mình đóng vì rất sợ, rất xấu hổ. Khi đi xem phim ở những buổi chiếu nháp, bà thường chờ mọi người vào chỗ hết mới gión rén vào ngồi ở hàng ghế sau cùng. Khi vừa hết phim, thì bà chạy về nhà luôn vì lo lắng không biết mình đã làm tốt chưa. Bây giờ, tôi vẫn sợ xem phim mình đóng bởi vì khi xem lại, thì sẽ thấy mình làm vậy vẫn chưa tốt. Tôi cảm ơn anh Minh rất nhiều vì anh đã cho tôi cảm giác bớt sợ ống kính. Để bây giờ, không làm sân khấu nữa tôi có thể quay sang làm truyền hình, điện ảnh với các bạn trẻ, nữ nghệ sĩ nói. Đạo diễn Đặng Nhật Minh, cho nhiều bài học lớn. Nghệ sĩ nhân dân Lan Hương khẳng định, nhờ sự gặp gỡ và biết đến NSND, đạo diễn Đặng Nhật Minh mà bà đã học được rất nhiều điều, đến bây giờ vẫn đang được áp dụng. Lần đầu tiên tôi gặp anh Minh không phải ở phim mùa ổi, mà khi đang lồng tiếng phim thương nhớ đồng quê. Từ đó, tôi học được bài học không vì khó mà bỏ qua tôi nhớ mãi, dù khó đến mấy cũng phải vượt qua, nghệ sĩ Lan Hương hồi nhớ. Khi làm phim mùa ổi, đạo diễn Đặng Nhật Minh đã là một đạo diễn lớn. Có một cảnh quay rất nhỏ, đó là tôi lấy ba quả ổi từ trong túi quần ra, nhìn ba quả ổi rồi nhìn lại ông anh của mình với ánh mắt rất trách móc. Thế nhưng, hôm sau, tôi ngồi lại với chị Nhụy Giang và thấy rằng cảnh quay cận đó chưa tốt. Tôi trình bày với anh Minh, anh đã cùng quay phim quay lại cảnh đó, nghệ sĩ nhân dân Lan Hương kể thêm. Theo nghệ sĩ nhân dân Lan Hương, Đạo diễn Đặng Nhật Minh không ngại và luôn luôn làm những gì tốt nhất có thể. Đó là bài học mà bà đã rút ra và áp dụng trong công việc đến bây giờ. Qua những lần cộng tác, bà đã học rất nhiều điều từ đạo diễn Đặng Nhật Minh. Dù là một diễn viên chuyên nghiệp và giỏi đến mấy thì không phải vào vai nào cũng hoàn thành, nếu như không có một đạo diễn tốt. Tôi từng đã nói với nhiều bạn trẻ rằng, các bạn có thể làm việc với 10 đạo diễn chưa chắc các bạn đã học hỏi nhiều, như tôi, khi tôi được làm việc với một đạo diễn như Đặng Nhật Minh, nghệ sĩ nhân dân Lan Hương tâm sự em vẫn giữ nó trong quá trình làm nghề của em, đó là đứng trước ống kính không cần diễn gì cả, cứ sống như mình mong muốn vậy thôi, bà quay sang nói với đạo diễn Đặng Nhật Minh. Nghệ sĩ nhân dân Lan Hương tên thật Nguyễn Thị Lan Hương, sinh năm 1961. Bà từng giành gơ y tê hưởng nữ diễn viên xuất sắc nhất tại Liên hoan phim quốc tế Singapore lần thứ 14, cho vai diễn thủy trong tác phẩm điện ảnh mùa ổi của đạo diễn Đặng Nhật Minh. Với những đóng góp lớn cho ngành nghệ thuật của nước nhà, diễn viên Lan Hương được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân năm 2011.